nhiều protein mà virus đấy những dịch khuẩn của con người. Xưa nghe kể chuyện nói trong tù của nó không có gì ăn, bắt được con rắn nó bỏ, con nghe con rắn bắt rắn bỏ một con rắn rắn á, rắn chuột lên của không có cái gì ăn, sống bằng rắn chỉ sợ này là cú chết xuống em làm con gì đang sợ ngày nhỏ ngày nhỏ hay bị con hôi hôi ngày nhỏ hay bị dọa con rắn nó bay tung tung không được kinh vãi lộn đây kiểu nó bay không thể xác định được nó nhìn trong con rắn nó ghê con bọ xít thì anh không sợ không em chỉ sợ con rắn thôi được chuột là hai con kinh nhất xít rồi cho tao còn đấy tao làm đồ chơi á tao làm người không hai con nó cũng kiểu kiểu giống nhau nhưng con rắn nó ghê kiểu gì tao đang sợ thì nó sợ gì đó không rõ anh nhìn đúng không nghe chứ chứ đó tại hồi xe thì kiểu bán nhiều đem bán nhiều mà xe con đĩa nó hút máu cái các kiểu như bóc ra là sợ thậm chí là em bị con đĩa nó cầm cho kéo không ra cơ anh ngày nhỏ đâu mẹ ngồi thì nói chung sao phải lấy cái dao cạo đầu nhổ nó bọt vào sao cái gì đâu không biết cái phần nhổ nó bọt Yeah.